Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình AirDrop Claim 10 triệu tôi cần có cái hiệu là TikTok Coin các bạn. Thì trên chiếc thông tin dán là Continue Coin AirDrop and Distin Binance sau 6 ngày 9 giờ nữa nè. Thì tôi cần này không lẽ list sàn Binance cho các bạn. Nếu mà list sàn Binance Swap mới đúng chứ. Thì tôi cần này sẽ list lên sàn Binance Swap luôn các bạn. Thì để claim được con này thì các bạn copy phần link mô tả dưới video mình mở trình duyệt chỉ chút flash mình ra các bạn. Thì claim thử các bạn, may đâu các bạn claim chúng coi lít sàn Binance thì khá là ngon lành canh đào các bạn. Chuyện gì cũng có thể xảy ra hết các bạn. Thì các bạn dán vào trình duyệt đá chín chỉ chút flash, các bạn chọn màn BNB Smart Chain nha các bạn. Đây thì có hai dòng AirDrop TikTok coi, dòng đầu thì các bạn có thể là mua minbay là 0.01 BNB nha các bạn, BNB. Còn khuyên các bạn claim free chơi thôi nha các bạn. Thì các bạn có thể mua là minbay là 1 BNB và max là 5.000 BNB ta. Tôi cần get cash ban BNB buy 1 BNB. Dự án này chưa lớn người ta. 1 BNB bằng 100 tỷ thôi, vì mình claim free thôi các bạn. Bấm vào AirDrop coi nè, bạn kết nối nè. Những dự án thế này mình khuyên các bạn mình sẽ tốn cái mạng là 0.0005, cái khoảng là 0.19 đô á, mình claim chơi thôi các bạn. May đâu mình trúng hai con mình sẽ lấy lại lại tất cả những cái con claim mình chưa list sàn các bạn. Và các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn, mình đã claim xong, mình qua trang BC thì can mình dán con chắc của mình vào. Mình kiểm tra nó về chưa các bạn. Thì tốt. Phải không? Mình không có tên em TikTok. Sao không có? Ok, mình đã về rồi nè các bạn. Mình đã về được 10.000, 10 triệu, 10 tỷ tập cần TikTok coi nè. Thì hiện tại tổng cung của này thì khá là cao luôn, tới 156. Nhiều số không quá mà đọc không được luôn các bạn. Hiện tại thì dự án này có 20.000, trên 20.000 chủ sở hữu holder các bạn. Thì mình chỉ copy con chat của nó thôi các bạn, mình dán qua bên chiếc chocolate mình nè các bạn. Biết đâu đôi khi có những đồng coin nó phát triển sao. Rồi mình đã nhận được 100 tỷ tập cần TikTok. Dự án này để qua trang Binance Swap mình coi nó có giao dịch chứ các bạn. Biết đâu lít sàn mà các khoảng âm được 40 số 0 là ngon lành gần đào rồi các bạn. Là các bạn lấy rất là cao luôn, 0.04 số 0 thôi, hoặc là 5 cũng được. As vào TikTok mát. Thôi các bạn ơi, các bạn đây thì nó cho swap rồi. Mát qua bởi USDT kìa. Hồi nãy mình tốn là 0.19 đô, còn này giống 0.02, mình lỗ quá. Ok, lúc nào cũng vậy, nhưng khi nó tăng giá thì mình sẽ có khác nha các bạn. Ok, thì các bạn cứ claim chơi đi các bạn. Vậy video mình đã kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.